cô chú và anh chị. Chiều Cần Thơ ngày 22 tháng 4 khu vực Bình Thủy cô chú anh chị. Trời mưa ha. Những cơn mưa đầu mùa chung là làm dịu mát không khí ha. Một số hình ảnh buổi chiều mưa cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Trời tối. Trời mưa lắm cô chú ơi. Khu vực này là khu vực Bình Thủy nha cô chú anh chị. Trời mưa cá to. Đường này hướng lên Long Môn đó cô chú anh chị. Mưa khá lớn luôn. Rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ kênh ha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Lại những cô chú anh chị những video sau để thông tin nhanh thôi cô chú anh chị ơi. Trời mưa khá to nặng hạt một buổi chiều. Rồi tạm biệt cô chú ha. Cơn mưa làm dịu mát cho cô chú anh chị. Chúc sức khỏe với cô chú anh chị luôn và hẹn gặp lại luôn.